Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nè Ngọc, nè em đứng, em đứng cửa trời ơi, con muốn lên cái muốn leo qua đầu nó luôn á trời. Liệt kê năm tính từ nói là gì Ly? Long Mỹ già nói nhiều, mập, má, dễ thương, lầy lội, thích ăn đất, thích ăn đất, thích ăn đất. Xin mời xuống nào, xuống. Em nặng lắm luôn á anh Phúc ơi. Rồi, ơi. Ngồi, ngồi xếp bằng nè, ngồi xếp bằng. Trời ơi, trời ơi khoan. Trong vòng 3 giây nha. Tôi chọt bụng quá, tôi chọt bụng quá. Trong vòng 3 giây phải xếp xong để cho người ta chịu nói là 1, 2, 3, xong. Hít. 1 2 3 4 4 Tiến luật Ân Quần Hút gần 10 cái. Tiến luật chưa được cái nào. Ủa này là ca tổng không đi chơi hay gì vậy? Mấy cái vậy? Gần 10 cái. 1 1 1. Quý vị, đây là trò chơi thuộc về đội Trương Thế Vinh, Vinh Râu và Lâm Vy Dạ. Trò chơi có tên gọi gánh nặng đồng đội. Một người lấy hai cái đầu gối ra cho người kia làm điểm tựa, bước lên giữ tay, sau đó nhìn vào đây trả lời vài câu hỏi, sau đó luân phiên thay đổi vị trí với nhau. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiều câu hỏi thì thắng đội bên kia, nếu họ ít câu hỏi hơn. 2 phút dành cho mỗi đội. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Liệt kê 5 diễn viên nam từng đóng cặp với Lan Ngọc và tác phẩm Trấn Thành. Tác phẩm nữa Trấn Thành là cái gì? Lại do bầu. 1 khó quá quá. Công viên Lê Văn Tám, công viên Lê Chị Riêng, công viên Thỏ Trắng, công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, công viên 30 tháng 4. Rồi xuống đi, xuống, 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 xuống. Lên lẹ lên, không hết lên, lên, lên trước của họ sao, nhanh lên hết chưa? Ủa cũng vậy à? Ủa sao ngoài vậy hết chưa? Chết tôi. Lên. Đó. Đứng kia lên tới công viên. Hai người, hai người, hai người. Một thằng ba lên. Lực thiên không hỏi nón từ dùng. Nón lá, nón tay bèo, nón lưỡi trai, nón bê rê, nón kết, nón kết. Dạ vô một khúc luôn á. Cái bài này vậy. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, không mất chưa. À. Vô dạ. Đỡ. Liệt kê năm loại quả có vị chua, chanh, cam, tắc, quýt. Ôi em yes. Dạ. Dạ. Mà dạ mà sướng nó là gì á? Liệt kê năm con đường các bạn. Con đường đường Lê Văn Sĩ, đường Nơi Chăn Long, đường Phan Đăng Lưu, đường Lý Thường Kiệt, đường Thích Quảng Đức, đường Ngô Đức Kế. Trời ơi, nhiều quá, nhiều. Ai vậy? Tiếp, tiếp. Rồi, liệt kê năm món ăn vậy sợi. Mì, hủ tiếu, bún, phở, Lại lên, lại lên, lại lên, hết giờ. Lên. 2, 3. Liệt kê năm nhân vật nữ của nước Việt Nam. Tấm nè, cám nè, dì ghẻ nè. Máu quá, máu. Qua. Năm nhân vật Việt Nam còn tính tắm nè. Chú cụi. Chú cụi. Thánh giống. Chú cụi nè. Thánh giống nè. Anh Thánh hội. Thánh hội. Thánh hội. Lên luôn, lên. Năm dịch vụ trang điểm. Thôi rồi, 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 rồi. Son, dễ chân mày, hộp phấn, mắt ca ra, kia, bóng lông mì. Bóng mì. Rồi. Sạc đủ. Không.
Cháu là bài chết anh ơi. Rồi. À, Singapore. À, ủa, con liệt kê năm thứ đôi các nước châu Âu, Singapore. Quán luôn hả? Như vậy là các bạn chỉ hoàn thành được 6 câu hỏi mà thôi, xin chúc mừng. Trời ơi, quá hay rồi mày cơ. Bây giờ là đau đớn đến với Lan Ngọc. Bị Lan Ngọc là nhỏ con nhất trong nhóm, phải chịu đựng hai người mập nhất trong nhóm. Xin mời Lan Ngọc. Nè Ngọc, nè. Em đứng, em đứng. Cửa, cửa. Chua mà. Trời ơi, bọn muốn leo qua đầu tôi luôn á trời. Ba, hai, bọn bắt đầu. Đèn kê năm vật dụng có thể phát sáng. Đèn, đèn cày. Và cái đèn gì á? Đèn dầu. Dầu. Đèn pha. Đèn. Yêu gia đình thương con. Đủ rồi. Lại lên. Hai đứa. Một đứa anh leo lên là lộn. Không, chân bên này rồi. Sát dài vô. Liệt kê 5 món ăn thích hợp trong giai đoạn ăn kiêng. Sô-cô-la. Bưởi. Khoai lang. Bánh xèo. Rau xào. Đây là miếng. Thịt kho hồng vịt. Lẹ lên. Thịt kho hồng vịt. Lên. Trời ơi, xùi rồi đó, bạn ơi. Này bạn, liệt kê 5 bộ phim cho cái dịch đại đấu. Mẹ chưa coi phim nào hết. Mình nhiều quá. Liệt kê 5 từ lấy. Bắt đầu bằng chữ L. Lung linh, lấp lánh, lu lươn. Lập lè. Lu lươn là gì? Lên luôn. Lo lắng. Cái gì vậy trời? Liệt kê 5 đứa thích tốt bên trường Trang. Hai chị và đàn em. Đức tin đúng rồi. Dễ thương, nói nhiều. Cái gia đình. Nói gì mà tốt vậy? Kiệm lại. Xuống lại là được rồi. Rồi đủ rồi, xuống đi. Em lên lượt đi. Lên nè. Đừng nhúc. Không phải, vấn đề ở đây là bên này, em bước bên này đây, em bước bên này. Đó. Liệt kê 5 bộ phim Nụ Lan. Nụ Lan gì vậy? Lan Ngọc đã đấu. Cánh đồng bất tận. Gia đình phép thuật. Cô Lai vợ bầu. Quên rồi. Mối tình đầu của tôi. Gái già làm kiêu. Năm loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Quýt, bưởi, cam, dưa hấu. Ôi, cam, quýt đồ kia là ăn được hết. Xong đi. Rồi. Đây, đừng bước lên nữa. Nhảy lên. Đi chơi năm màu hồng cấp 2, cấp 3. Hoa hồng lịch sử
Chơi cái game về đau đớn quá à. Mà thiệt chứ chẳng đùa. Như vậy, thưa quý vị, thật bất ngờ thưa quý vị, đáp án cùng nhau. Mình đều với bên kia, bây giờ chúng ta chơi lại một lượt nữa. Khoan, còn thở không? Phải, đau lưng quá bạn ơi. À, rồi, gãy luôn rồi bạn ơi. Rồi, như vậy là các bạn đã vượt qua trò chơi này, hai đội hòa điểm nhau. Rất là hay, ngang tài ngang sức. Chúng ta chờ phần tiếp theo trong chương trình Bảy Nụ Cười Show. Chúng ta sẽ có 5 lượt chơi, đòi được thắng 3 lượt là chiến thắng. Để con này xuống. Đó. Hai người đứng đau lưng vào nhau. Mông chạm mông và đầu chạm đầu. Wow. Khi có tiếng kèn của MC, lập tức chụp cái củ ở dưới. Là củ này. Củ nào? Củ cà rốt. Cái chân đội nào chụp được đầu hàng. Mời Vinh là thử nè. Nhưng mà phải. Ôi, Lộc này hay chụp bậy lắm. Vô đất. Anh hứa đi, không được chụp bậy. Em làm gì mà em ngại ngùng với tôi? Mấy lần rồi. Dạ lưng. Lưng vô, lưng vô. Đứng đàng hoàng. Đàng hoàng đi anh Vinh à. Anh đứng đàng hoàng. Lưng. Lưng đâu lưng, tôi đứng lộn thôi, làm gì nữa vậy? Mông, mông, mông. Đó, thấy chưa? Đây, lưng, lưng. Lưng nhanh lên. Đau gục đầu. Mông, bỏ tay ra Vinh. Bỏ tay ra Vinh, mông với mông Vinh. Cái tay để mình chụp bà Vinh, đau đụng đầu. Rồi, đau đụng đầu luôn. Anh không sợ gì hết. Không, ổn sợ mông. Ok. Anh cho anh sợ có sao đâu, anh có mất mát cái gì đâu. Mất mát. Rồi. Anh chơi với Lục giùm em nha. Chúng ta có 5 lượt. Đợi được thắng 3 chiến thắng. Cặp đầu tiên sẽ là ai? Ninh Dương Lan Ngọc và Ưng Hoàng Phúc. Khi chúng ta lập tức cú súng thì người kia bị giăng ra. Đó là cái đúng quy luật. Đúng rồi. Trời ơi, anh cú súng trước hả? Người ta cú súng trước anh. Người ta té vậy luôn. Đâu có, anh thấy ai té là anh mới lụm mà. Đâu có, anh thấy ai té đó, anh không biết nữa, ai té đó, tự nhiên cái anh lụm luôn luôn hả? Ủa sao anh té vậy Ngọc? Ai mượn em hết người chẳng. Sao Ngọc? Không có sao không? Sao tự nhiên té vậy? Một không, một không. Dạ mang. Trời ơi, anh đừng, anh thức em chết. Không thấy ai té, anh đừng khờn xuống. Thúy Ngân với lại Tiến Luật. Dạ. Rồi, tôi tưởng đâu đưa gái đẹp ra. Anh Luật, anh hút em đó. Vô. Cặp thứ hai. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đúng chưa? Trời đất ơi. Tội anh Luật. Anh nở lòng nào. Tội nghiệp luôn. Anh thức. Anh thức mà xuống nhà anh còn thấy. Anh xuống nhà anh còn thấy. Tại vì khi cuối là cái mông anh vô ra vậy thôi. Không, cuối mà em vô. Là em còn chuẩn bị. Còn chị đâu có được chuẩn bị đâu. Chị đang xả. Lúc mà chơi một cái là đi luôn. Rồi đây, dạ em. Trách thì trách anh Luật nha, đừng trách anh. Thôi em làm như em nhanh hơn dạ gì vậy. Em khỏe thoải mái dạ. Ủa anh mắc cười quá à. Em nuốt luôn nó rồi. Em cởi em đi. Anh sao? Anh ơi, anh Vinh lớn. Đứng bình được. Hai người đứng thẳng coi. Bằng nhau, đứng thẳng lên bằng nhau. Cái đầu đụng đầu nè. Đầu đụng đầu. Đó, chứ làm gì đâu mà phải. Đầu đụng đầu, chứ đụng. Cái tài. Ông lớn này, em không đứng thẳng được vậy với anh luôn á. Trời ơi, dừng tiền. Anh bỏ tôi ra đi. 2-1. Trời ơi, chơi gì lại mà bên đó. Bây giờ anh Luật với anh Vinh. Bên tôi 2 nữ, bên đó 2 nam. Thì đó. Rồi tôi thắng đường nào bạn? Thì nam trượt cho 2 lần. Bây giờ này, lượt tiếp theo đội Ưng Phúc mà thắng là thắng luôn. Đúng rồi. Anh Phúc, lên đi. Không, không. Okay. Em bên anh Phúc. Anh Luật gian xảo lắm nha. Anh đứng xích lên. Anh đứng xích lên. Đất đó. Đây đừng có móc. Móc gì? Anh đứng xích lên anh bị lớn rồi nè. Hả? Nè, cái dài anh bị lớn rồi thấy không? Lớn mà lớn. Trời đất ơi là trời. Dũng mạnh lên. Đó. Tại vì chưa chết ổng lớn tôi giành rồi nè. Hồi nãy anh Vinh
lắm như vậy á, lắm như vậy á, dùng lắm như vậy á, dùng lắm như vậy á. Nói rồi. Nói rồi. Thôi chấp nhận. Bây giờ ai? Bây giờ cho hai đứa gái chơi nè. Đúng rồi. Phải ngang tài ngang sức. Đó, hai đứa gái nè, đó. Trời ơi, bé Ngọc chơi lại với con trời. Em tôi luôn á. Đợi nào thắng là thắng luôn game này. Ngân đứng thẳng em, đừng có thủ thế sẵn. Mình đứng bình thường mình chơi thoải mái thôi. Mình đã thắng rồi mà còn thủ gì nữa. Đúng rồi. Cái gì không có chuẩn bị. Chưa có gì hết. Ngân đang chưa, nhích nhích ở đây không ai chuẩn bị chứ. Tại vì đợi coi thôi chứ đâu có ai chuẩn bị đâu. Tại vì Ngân đang nhích nhích em vậy. Chúng mà em còn đang chưa chuẩn bị mà. Lực đẩy đâu, làm đó. Lại, làm lại thử một lần. Làm lại thử rồi. Làm lại nhưng mà đâu có tính. Không tính nha. Bà ngập với bà không chơi rồi, luôn. Bà đứng bên nhìn giữa thôi, ừ, rồi giữa. Sai luật. Lực của ta là cúi xuống lụm thôi chứ phải lực. Đâu là em chỉ giúp tao để em vẫn cúi xuống lụm mà. Về quận 9 chơi. Làm lại lần nữa không? Thôi cắt khỏi đi chị được rồi. Chơi mình nè, cho chị vô trọng chơi mình chị luôn. Một lần nữa thôi, danh dự. Rồi cho chị chơi một lần nữa. Này nha, một cái mặt này nha. Đứng bình thường thôi, đừng có gồng, đừng không, có gì. Không, em phải trụ. Mình càng gồng là mình càng thua. Nghiêm túc. Trụ là té. Ta cần cái té là khổ ghê. Thua tím về tím. Như vậy là đội của Ân Phúc lại thắng ở game này. Tỷ số hiện tại là 2-0. Lại thắng. Yeah. Lại thắng cái game này. Ủa con dâu ơi, thắng con kiến có gì mà hãnh diện dữ vậy cô bé? Con này có kiến hả? Kiến gì vậy chị? Nhưng mà nãy giờ không có đấu với em đâu. Thôi đi ra đi nha, tôi đang quạo á. Thôi mà. Sao chơi thắng hoài vậy? Không biết luôn, buồn muốn chết. Không ai đấu lại mình. Đấu danh luật không? Chơi luôn. Ai thua thì sao? Ai thua thì thôi. Lại cái nữa không? Lại cái nữa. Em đấu với bé Ngọc rồi đó. Không có ngang tài, ngang sức sao mà thắng được. Hồi nãy dính đẩy một cái bé Ngọc văng phải 6-7 mét. Bây giờ coi như là cái phần này là mình thắng rồi, không nói nữa. Bây giờ dạ. Mình chơi phần khác. Rồi, chơi phần khác đi. Là chơi sao anh? Ví dụ như Ân Phúc cõng trên lưng là Thúy Ngân bắt đầu hít đất. Tiếng lực. Thôi chị đừng chơi. Tội anh. Tiếng lực cõng là bị già hoặc là Ngọc hít đất. Ai hít nhiều hơn thắng. Đấy, thua. Cõng đi, Ngân mượn hơn chị mà. Em đi hả? Chị nặng hơn em mà. Chị bao nhiêu ký Ngân mà nặng gấp đôi Ngọc á. Xin mời xuống nào. Xuống. Em nặng lắm luôn anh Phúc ơi. Rồi, ngồi xếp bằng nè. Trời ơi. Trời ơi khoan. Trong vòng 3 giây nha. Tôi chọt bụng quá. Trong vòng 3 giây phải xếp xong để cho người ta chịu nói là 1, 2, 3, xong. Hít. 1 2 3 4 4 3 Rồi thua rồi. Bên đây thua rồi. Thôi được rồi. Tôi trụ thôi mà. Tiếng luật Ân và Phúc gần 10 cái. Tiếng luật chưa được cái nào. Ủa này là ca cổng con đi chơi hay gì vậy? Mấy cái vậy? Gần 10 cái. 1 Mấy cái mấy. Trời ơi. Em ơi. Thôi, chú không nên được luôn á. Mà nên nhớ Ân Phúc là Thúy Ngân nha. Thúy Ngân rất là nặng nha. Nhưng mà thử anh Vinh đi. Con Vinh khỏe được nhiêu? Anh Vinh khỏe mà. Anh Vinh có tập phải gym. Phải đâu anh Vinh chứ. Không, anh Vinh không khỏe mà anh Phúc đâu. Không bàn đâu. Không, Vinh khỏe lắm à. Vinh đâu, tập gym lắm em mà. Phúc đâu. Không bàn Phúc đâu. Phúc tập gym hồi trước giờ mà. Vô Vinh, em ngại gì Vinh? Thì dạ, lên. Hả? Đẩy anh. Hả? Đẩy anh. Dạ em. Dạ nhẹ mà, nhẹ Ngân mà. Nhưng mà đừng có nhoi nha. Anh mắc cười quá, em đâu có vậy. Vô. Mời cái quang. Đó nha anh. Mời đồng quang dạ. Trời. Rồi thẳng chân lên Vinh. Đó, bắt đầu lên. 2, 3, chút. Tôi nghĩ té nè. 1. Tôi nghĩ té nè. 1. Bà già quá chán. Nhoi. Bởi vậy, nhoi. Em không nhoi. Bị tay luôn á. Okay, em không có thằng bạn là em bị gẹo tay. Rồi. 2, 1. 1. 2 Ủa khỏe vậy trời. 3 Yeah. Yeah. Wow. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh thấy người ta chưa? Thấy chưa?
Cái gì sao? Mà một cái còn chưa được nữa. Nè, tôi thách thức Ương Hoàng Phúc cộng Thúy Ngân lên vai squat với tôi. Anh cộng ai? Tôi cộng Lan Ngọc. Squat hả? Squat là cơ đùi á nha. À, ý ông nói là ông squat. Trời ơi, sao nổi? Không nổi đâu. Chết anh Phúc á. Anh Phúc bị còn sống á. Thôi anh bị thất gì á, xuống anh luật. Xuống anh luật không xuống, đứng đây là không xuống gì đâu hết. Cậu ơi. Thôi lên đi, thôi lên đi. Thôi lên đi. Trời ơi, sao anh sống vậy? Bây giờ tôi cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Không xuống nữa. Em cười tôi đi. Em cười tôi đi Ngọc. Tôi chạy luôn Ngọc, bây giờ em cười tôi đi. Em cười tôi đi. Tôi khỏe không Ngọc? Khỏe quá. Khỏe đi Ngọc, nói đi. Rồi, squat nè, squat. Em thấy tôi khỏe không? Khỏe. Rồi, bắt đầu squat nè, một nè. Khỏe. Rồi, bắt đầu squat nè, một. Khỏe. Rồi, bắt đầu squat nè, một nè. Hai. Hai. Thôi, anh tim rồi. Yeah. Trời ơi. Sao? Ghê ta. Bảy. Trời ơi. Yeah. Yeah. Vỗ tay với Thiết Lực, vỗ tay đồng nghiệp. Ghê quá. Tức là ngày hôm nay cái trò chơi nó không hợp lý. Đúng. Chứ phải là không có sức. Đúng. Đừng có coi thường anh Lực của em. Đừng xô té. Đừng xô té. Đau chuột, đau chuột, đang đau chuột. Dù gì thì Thiết Lực này cũng quá hay, còn Ân Phúc là quá dữ dội. Và đội này cũng quá là sức mạnh. 2-0 dành cho các bạn, vỗ tay đồng nghiệp. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.